Thưa quý vị, liên quan tới vụ bé trai mới sinh ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nghi bị mẹ và cha dưỡng đối xử tàn nhẫn dẫn đến tử vong. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với người cha dưỡng. Tại cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng khai rằng bé bị bệnh xương thủy tinh nên dễ bị gãy xương. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi của cơ quan chức năng đưa ra, gã người tình đã thừa nhận mình đã nhiều lần đối xử tàn nhẫn với cháu bé. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Phụng, sinh năm 2004, ngụ ở thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để điều tra về hành vi liên quan tới vụ việc bé trai mới sinh, tên thường gọi là Bò tử vong. Bò là con riêng của Trịnh Hoàng Bảo L, sinh năm 2008, người hiện sống với Phụng như vợ chồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, cháu Bo là con của chị L với một người tên là T, ngụ ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Tháng 10 năm 2022, khi L đang mang thai cháu Bo, thì T bị bắt và hiện đang chấp hành án tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua mạng xã hội, L quen Phụng và khoảng đầu tháng 5 năm 2023, Phụng đưa L về chung nhà với mình tại thị trấn Long Điền. Phụng không đăng ký tạm trú cho L và không đăng ký kết hôn. Đến ngày 20 tháng 5, L sinh cháu Bo. Ngày 24 tháng 6, do cháu Bo bị gãy tay trái nên L đã đưa cháu đến bệnh viện Bà Rịa để điều trị. L nêu trong quá trình cho con bú đã bất cẩn làm gãy tay cháu bé. Ngày 14 tháng 7, L đưa cháu Bo đến bệnh viện để cắt bột cánh tay thì bác sĩ phát hiện cháu Bo bị gãy xương đùi trái. Lúc này, L nói do phụng trong quá trình chăm sóc cháu Bo đã làm gãy. Ngày 17 tháng 7, bệnh viện Bà Rịa đã chuyển cháu Bo đến bệnh viện Nhi Đồng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Lúc này cháu được chẩn đoán có nhiều vết thương nặng. Bệnh viện ghi nhận tình trạng cháu Bo khi nhập viện lừ đừ, tiếp xúc chậm, tổng trạng suy kiệt, Ngày 31 tháng 7, bệnh viện đã cho cháu Bo xuất viện về nhà. Lúc này cháu bé tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ và vết thương lành tốt. Khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 8, Lờ và Phụng xảy ra mâu thuẫn với nhau tại nhà Phụng. Do cháu Bo khóc liên tục, Phụng tức giận nên dùng tay tác động vào cháu Bo, lắc mạnh cháu bé thấy cháu bị ngất nên lờ và phụng đưa đến bệnh viện bà rịa để cấp cứu tuy nhiên theo bệnh viện cháu bo đã tử vong trước đó l và cháu bo đưa về mai táng thì bị phát hiện ngày 16 tháng 8, công an huyện long điền tiếp nhận thông tin về việc cháu bo tử vong chưa rõ nguyên nhân công an huyện long điền cùng viện kiểm sát nhân dân huyện phòng cảnh sát hình sự kỹ thuật hình sự công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường và các hoạt động điều tra ban đầu qua khám nghiệm xác định Cháu bé tử vong do chấn thương sọ não, vật tác động là vật tầy diện tích rộng ngoài ra giải rác trên cơ thể có nhiều vết thương cũ và mới cơ quan cảnh sát điều tra đã mời l và phụng về làm việc lúc đầu phụng quanh co chối việc có hành động dã man với cháu bo nhưng cơ quan cảnh sát điều tra đã đấu tranh cùng gia đình vận động phụng khai nhận có hành vi đối xử tàn nhẫn với cháu bo như trên l cũng đã kể lại sự việc xảy ra với cháu bo Quá trình điều tra, Phụng còn khai nhận có hành vi quan hệ trai gái với L khi chưa đủ 16 tuổi nhiều lần trong thời gian chung sống. Ngày 18 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ Phụng và tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của L. Được biết, Phụng cũng vừa chấp hành xong án phạt tù liên quan đến ma túy và trở về địa phương không bao lâu. Đang nói trước thời điểm cháu bé tử vong. Trịnh Hoàng Bảo L thường xuyên lên mạng xã hội đăng bài kêu gọi giúp đỡ kèm hình ảnh tình trạng sức khỏe của cháu bé. Từ thông tin người mẹ đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã gửi sữa tã để giúp đỡ. Một nhóm từ thiện ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ người mẹ này hơn 36 triệu đồng. Tuy nhiên chỉ sau nửa tháng, số tiền trên Bảo L đã tiêu xài hết. Khi được nhắn hỏi thì Bảo L bảo rằng mua xe máy, mua đồ đạc, khám tay cho cháu và bị mất trộm 15 triệu đồng sau nhiều lần thấy bảo l không thành thật nhiều người đã xác minh và nghi ngờ việc cháu bé bị đối xử tàn nhẫn dẫn đến đa chấn thương và tử vong khi hay tin cháu bé tử vong với nghi vấn bị mẹ đối xử tàn nhẫn nhiều nhà hảo tâm xót xa bày tỏ bức xúc một nhà hảo tâm cho hay khi biết cháu bé có dấu hiệu bị đối xử tàn nhẫn nhóm của chị đã tìm cách tách bé và mẹ ra nhưng không thành, người mẹ không giải thích được lý do con bị gãy tay gãy chân. Theo người này, tất cả số tiền mọi người giúp đỡ không được mẹ bé dùng vào việc điều trị cho con. Liên quan tới vụ việc trên, ông Lê Hữu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được tình hình liên quan tới vụ cháu bé mới sinh tử vong nghi do bị đối xử tàn nhẫn. Ông Hiền nói, chính quyền địa phương đã nắm thông tin ngay từ đầu, hiện tại vụ việc đang do công an tỉnh điều tra xử lý, chúng tôi vẫn đang theo dõi. Theo ông Hiền, thành phần gia đình của Nguyễn Minh Phụng và Trịnh Hoàng Bảo L, mẹ ruột của bé trai rất phức tạp. Phó chủ tịch huyện nói thêm, những thông tin về thân nhân hoàn cảnh gia đình của chị L và anh Phụng rất phức tạp. Tất cả những sự việc xảy ra là một chuỗi dài có liên quan đến nhau, rất đau lòng. Nạn nhân quá nhỏ, cháu bé mất khi còn chưa biết gì cả. Bản thân tôi và nhiều người dân đều rất đau lòng, bàng hoàng và không nghĩ sự việc đau lòng lại xảy ra trên địa bàn huyện. Đáng lẽ cháu bé sẽ được sống trong sự yêu thương, nâng niu, nhưng lại phải chịu những điều tồi tệ, kinh hoàng trong chính ngôi nhà mình sinh sống. Đáng buồn hơn, người gây ra đau đớn đó lại là những người nuôi dưỡng bé. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Bé gái mới sinh ở Đà Lạt bị trà dựng đối xử tàn nhẫn theo cách không thể tưởng tượng nổi. Theo công an tỉnh Lâm Đồng, vào khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 5, bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhi tên là NNTC, sinh ngày 25 tháng 2 năm 2023, hộ khẩu thường trú tại Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cho bé nhập viện trong tình trạng tổn thương nội sọ cùng nhiều vết thương nặng. Xác minh ban đầu, bệnh nhi có mẹ là Nguyễn Phúc Hồng Ân, 22 tuổi, hộ khẩu ở đường Trần Phú, phường 3 Đà Lạt và cha là NDTN, trú ở phường 7 Đà Lạt chị Ân dù chưa ly hôn với anh N nhưng đã sống riêng từ tháng 2 năm 2023. Sau khi lấy thân, chị Ân và con sống tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, Đà Lạt. Từ tháng 3 năm 2023, chị Ân có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương, 33 tuổi, ở phường 2, Đà Lạt. Trong đêm 20 tháng 5, Công an Đà Lạt đã triệu tập Thương và Ân đến cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, thương khai cháu NNTC thường quấy khóc nên thường bực tức, nhiều lần đã dùng tay gây thương tích cho cháu C. Ngày 14 và 15 tháng 4, thường dùng tay gây thương tích cho cháu NNTC. Ngày 19 tháng 5, thường lấy núm vú giả dùng trong bình sữa đặt vào miệng cháu C, rồi dán băng keo quanh miệng để cháu C không khóc. Khi thấy cháu C khó thở, thương mở băng keo ra. Một lúc sau, thường tiếp tục cầm gấu bông ném vào người cháu. Đến 17 giờ ngày 20 tháng 5, khi cho cháu NNTC uống sữa, cháu không uống nên thường đã dùng tay tác động vào người nạn nhân. Thường lắc cháu C thật mạnh, sau đó mới đưa cháu đến bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Thời điểm thường đối xử tàn nhẫn với cháu NNTC, mẹ của cháu là Hồng Ân có mặt tại phòng trọ. Cơ quan điều tra xác minh, trước khi gây thương tích cho cháu C, khoảng 1 giờ ngày 20 tháng 5, thường đã sử dụng ma túy đá. Thường có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, năm 2016 bị kết án 2 năm tù giam. Ngày 26 tháng 4, thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, bé gái NNTC đã hoàn toàn bình phục những thương tích có thể xuất viện. Trước mắt, bé gái sẽ được giao cho trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh chăm sóc, nuôi dưỡng trong lúc chờ phương án khác vì người mẹ không đủ điều kiện nuôi dưỡng.